Hello xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái video nói về tình hình Bitcoin ha chúng ta sẽ nói nhanh thôi mình sắp đèn cơm rồi ok vợ dục rồi à, chúng ta sẽ có uh, on trên một chút nói qua thôi là cái lượng Bitcoin hiện tại nó vẫn đang được nạp vào trên các cái sàn giao dịch một cách một cách mạnh mẽ hơn so với lại cái thời điểm mà trước đây trước đây khoảng một vài tháng khi mà mặc dù là ở trên cái đà giảm đã, nhưng mà cái lượng Bitcoin nó vẫn ở uh, lanh quanh ở mức khoảng uh, 39-40.000 bit nạp vào trong sàn giao dịch một ngày nhưng mà cái thời điểm hiện tại thì nó rơi vào khoảng 50.000 đúng là thứ bảy nhật thì vừa rồi là nó có nghỉ và thứ hai thứ ba vừa rồi ngày hôm qua ngày hôm kia thì bắt đầu là cái lượng Bitcoin nó đã quay trở lại nó nạp vào thế thì uh, khi mà cái lượng Bitcoin nó nạp vào còn nhiều như này thì um, mình cho rằng là cái cái việc mà sideways của Bitcoin nó vẫn chưa kết thúc Uh, tại các bạn hỏi là đau chen thì xem cái này làm gì thì nếu mà nếu mà thực sự là nói mà đau chen rồi ấy, thì mình cũng không xem cái này làm gì đâu thực sự là nếu mà bây giờ bỏ đau chen rồi thì mình cũng không xem uh, mình sẽ không có xem đau chen nếu mà đau chen vì uh, đau chen thì cái việc mà các cái nhà đầu tư ấy, nó phải nó phải xả hàng ra rất, rất là mạnh nó phải mạnh hơn thế này rất là nhiều lần nữa và cái lượng bitcoin nó nạp lên trên sàn nó phải liên tục tăng lên cực kỳ mạnh và đó là cái việc mà các cái nhà đầu tư mà tay to họ đã họ đã có được cái cái lợi nhuận tốt của mình rồi, sau đó là họ vứt coi lên sàn và bán lại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì đấy là cái cái downtrend ha. Thế còn thời điểm hiện tại mình vẫn view là uptrend, cho nên là mình không có uh, bỏ qua cái việc là mình sẽ theo dõi đấy. về về cái um, gì nhỉ? gì uh, on chain ha. On chain bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là vừa rồi trong ngày hôm gần những ngày gần đây ngày hôm qua ngày hôm nay thì cái lượng bitcoin ở trên sàn nó vừa mới tăng lên một chút thế thì hiện tại là bao giờ nó phải xuống thấp hơn nữa nó phải nó nó phải rũ bỏ một lần rất là mạnh nữa chẳng hạn hoặc là à, nó sẽ nó phải sẽ quay về khoảng 26 27 nghìn một lần nữa à, để cho nó rũ bỏ nốt nó tạo ra một cái sự sợ hãi khủng khiếp hiện tại thì thực ra mà nói bitcoin nó đi trong một cái khu khoảng 28 cho đến 30 nghìn nó rất là biên độ rất là thấp và nó không có thay đổi gì gần như là cả hai chục ngày rồi thế nhưng mà các nhà đầu tư thì liên tục sợ hãi Đó. ví dụ như con nia này, này, người ta liên tục người ta bán ra ha? bán ra hay là tất cả những con ăn coi khác người ta sẽ sợ rất là sợ chỉ cần là giá bitcoin nó lên lên trên một chút khoảng ba mươi nghìn là người ta hy vọng à nó sẽ lên nó sẽ ba mốt nghìn ba hai ba bốn nghìn nhưng mà khi mà nó tụt xuống một phát xuống hai chín hai tám nghìn là bắt đầu người ta sợ và khi mà người ta sợ thế thì người ta sẽ bán cái đồng ăn coi của mình đi và uh, các cái diễn đàn rồi là các cái nhóm rồi các thứ thì họ cũng sẽ nói là đao trend rồi và lúc đấy thì người ta sẽ sẽ bán cái đồng coin mình đi vớt vát được một tí gì hay thì đấy thì trong cái khoảng thời gian dài như này là cái thời gian mà à, có cái sự trao đổi về Về tiền và hàng các cái nhà đầu tư mà dài hạn hay là những người mà tạo lập thị trường những người mà biết đu theo thị trường thì họ sẽ thu gom lại ở giá này thu gom dần bởi vì tại sao chúng ta vẫn nói thu gom dần vì là Uh, cái lượng nạp vào nó khá lớn nhưng mà cái lượng rút ra nó cũng nó chỉ thu kém một chút thôi. Nạp vào 52.000 nhưng mà rút ra là 45.000. Uh, 45.000 cũng gần gần ha uh, khoảng 90% là được rút ra rồi. Đó. Thì đấy là nói về on chain ha, uh, on chain mình vẫn xác nhận là uh, xác định là thị trường vẫn còn uptrend. Thở <laughs> uh, rồi. Thế thì chúng um, ta nhìn qua về cái, cái 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 chặt một chút thì mình nhìn thấy rằng là Ở nó vẫn cứ đi liên tục như thế này và cái lượng cái lượng uh, coi ấy bây giờ người ta đang rất là sợ hãi tại sao lại như vậy khi mà mình nhìn thấy cái lượng volume giao dịch nó không có quá lớn như thế này nhưng mà nó nó lại tạo ra những cái cột giảm giá rất là nhanh rất là gấp từ những cái khu vực khoảng 30.000 đến khu vực là 29.000 nó nó rất là nhanh chỉ một vài nghìn đô nhưng mà trong khoảng thời gian là nhanh nhanh thể hiện là chỉ cần có một cái sự tụ giảm một chút thôi thì các nhà đầu tư sẽ rất là sợ hãi thì cái giai đoạn này đánh trade cũng được nhưng mà nó sẽ không ăn được nhiều à, có thể là chơi một số đồng coi rác thì mình không nói nhưng mà nếu mà chỉ có trade bit thì biên độ giao dịch của nó chỉ có một nghìn đô thôi thì thực sự là cũng khó ăn nhưng mà lại cũng ở đây là um, nó có một cái biên nhất định cứ cứ bên trên thì đánh xuống và bên dưới đánh lên ha Đó, nó có một cái biên bên như thế này Đó, cứ bên trên đánh xuống bên dưới thì đánh lên Đó, và có stop loss khi mà vượt mà đóng nến ở dưới biên ha một dưới biên thì tùy các bạn, Đấy, có có thể là chơi trong đoạn này. Thế nhưng mà nếu bây giờ cái trường hợp mà không như cái tính toán của Quang đó là nó có đắp trend ấy mà nó rơi vào tren thì sao? Thì lại rất là hay. Ha. Nếu mà downtrend ấy thì sắp tới chúng ta sẽ có nhiều Những cái kèo để có thể là tối ưu được số lượng coin của mình. Đó. Một là chúng ta trade margin, hai là chúng ta sẽ trade tăng số lượng coin. Đó. Khi mà giá cứ bật lên hồi lên một chút thì chúng ta sẽ bán nếu mà xác định hẳn được downtrend cho nếu bây giờ nó nó tụt xuống dưới cái vùng 26.000 này và đóng nến ngày ở dưới khu vực này thì chúng ta sẽ có uh, khu vực là gọi là gì nhỉ xác nhận đầu trend rồi còn hiện tại thì mình chưa <laughs> bây giờ chưa ha? đến hiện tại mình vẫn chưa xác nhận là downtrend bởi vì là uh, mình cũng có tham khảo thêm uh, một số anh em ở trong cái, cái thị trường này họ làm chuyên về bên quay thực tế bây giờ là tất cả các cái phân tích kỹ thuật ở thời điểm này đều không có ai dám xác nhận nó là đào trend mình khẳng định là như vậy lý do tại sao tại vì là như mình đã chia sẻ rồi bây giờ nếu theo cái lý thuyết đơn giản nhất là lý thuyết đao thôi thì chúng ta nhìn ở trên khung lớn nó vẫn chưa đào trên ha nó tạo ra cái đỉnh sau ca đỉnh trước mặc dù là cái đáy sau có cho đến đây thì nó cũng không có cao hơn đó hay là kể cả là bất kỳ cái lý thuyết gì về Elliot hay là về bất kỳ cái gì thì nó không phải là hiện tại nó chưa có 100% xác nhận được là đào trend thế bây giờ chỉ có thể là sử dụng cái quay uh, cọp mà thôi y cọp nó xác nhận được những cái khu vực mà sideways những khu tích lũy nó nó là uh, nó thể hiện cái cái sức mạnh của bên nào đúng không? để mà người ta dự dự đoán xem là hiện tại nó là một cái khu mà tích trữ à khu gọi là tích lũy hay là một khu mà phân phối thì thời điểm hiện tại quay cọp cũng chịu quay cọp đang có hai hai cái phương án mà đưa ra thứ nhất là theo trường phái đấy nhá thì mấy ông anh mình nói rằng là có hai trường phái tức là mình thì không không chuyên về cái từng cái pha rồi là các thứ ở trong vai cọp nhưng mà họ thì rất là chuyên à, cái cái vai cọp nó chia rất là nhiều các cái pha tích rắc và những cái người mà chuyên về thì họ um, họ sẽ chia ra nhỏ ra làm nhiều pha hơn cái bản thân mình nhìn vai cọp ở đây với cái cái việc là các cái định luật cơ bản của vai cọp mà thôi chứ còn không không có đi sâu vào trong ngoài cọp là chưa được từng pha thế thì nếu mà chưa được từng pha thì ở cái thời điểm này họ vẫn chưa xác nhận được bây giờ họ chỉ cần họ phải xem được là cái cái đợt mà điều chỉnh lên tức là sau một cái đà giảm như này thì khi nó điều chỉnh lên thì nó như thế nào thì lúc đó họ mới xác định được thì nó có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nó sẽ đi xuống đi xuống hẳn dưới khu vực 26.000 rồi bật lên đó đây là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai là nó đi lên một chút sau đó nó đi xuống đó thì đây là hai cái trường hợp mà họ cũng không thể nào mà xác nhận được nó là, tức là tức là bây giờ là 50 50 lên hoặc đi xuống nói nào cũng được đi ngang hoặc đi lên đi xuống thế thì đấy là về quay cọp ha thế còn các cái phân tích kỹ thuật khác đều không cho ra được là nó đang đau trend. nếu mà nhìn đau trend thì phải là như thế này nó trong cái khu vực uh, ngắn như thế này đây, ngắn hạn như thế này đó thế còn nếu mà nhìn cả quá trình từ 20 2020 đến thời điểm hiện tại thì nó chưa ừ, uhm, chưa được. và hơn nữa là mình chưa nhìn thấy cái khu vực đỉnh ở đây nó có cái lượng phân phối quá mạnh. Cái volume ở trong khu vực đấy nó rất là thấp, không đủ để phân phối, tất cả những khu vực mà mà tạo đỉnh nó không đủ không đủ cái volume để các nhà tạo lập thị trường họ có thể phân phối hàng. Trong khi là chúng ta nhìn về on chain rồi, chúng ta biết được là hàng đang nắm họ đang nắm giữ rất là nhiều hàng. Chưa có phân phối đến tay của người dùng. Rồi. Thế nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà như như chúng ta nói là nó trường hợp xấu là nó đi xuống thì chúng ta sẽ sẽ ngồi trade tăng số lượng và chắc là đâu đó khoảng tháng sau con sẽ có một công việc mới, công việc chỉ có làm 8 tiếng đến 9 tiếng một ngày mà thôi. Hiện tại công việc bây giờ là toàn bộ thời gian mà mà phục vụ cho công việc nó rơi vào khoảng 15 đến 16 tiếng. Đó, thế cho nên là không có một thời gian để làm gì hết. Chính vì vậy con không có chọn phương pháp là trade hay là hay là làm bất kỳ một cái gì liên quan tới thị trường vì là khi mình không có đủ cái thời gian để mình theo dõi thì mình không làm được Đó. À, chúng ta sẽ có rất là nhiều trò để có thể làm trong một cái thị trường mà nó rõ hoàn toàn xu hướng thời điểm hiện tại là đang ở đi ngang trong một cái xu hướng giảm dài hạn à, trong trung hạn thì nó có một cái đoạn đi ngang như này thì cái đoạn này cũng nên là cái đoạn mà nên đứng ngoài hoặc là chơi với cái volume rất là nhỏ thế là khi mà nó tiếp tục nó thể hiện được cái xu hướng của mình rồi thì chúng ta sẽ nhảy vào tiếp những cái lúc mà nó rõ xu hướng là cái lúc mà kiếm được tiền từ cái lúc mà đi ngang này là khu vực mất tiền ừ. rồi thì đấy là những cái mà về phân tích kỹ thuật thế còn về cái cái tình hình kinh tế chung thì mình đang nhìn thấy rằng là chứng khoán mỹ nó có một chút cái sự phục hồi vào ngày hôm qua ờ, ừ. à, nasdaq thì vẫn như vậy ừ. đây mình đang nhìn thấy một số những cái cái dấu hiệu phục hồi đấy chỉ số Dow Jones này một số các cái đồng à, một số các cái mã trên là Apple, Microsoft nó có cái sự tăng trưởng nhẹ à, cái thị trường tài chính thì nó buồn cười lắm có có nhiều nhà đầu tư thì ở thằng Google vừa tạo gáp này kinh không Google có cái thông tin gì mà tụt ghê vậy tức là à, khi mà tất cả đám đông người ta nghe những cái thông tin nào là phép tăng lãi suất này phép uh, dọa nạt rất là nhiều trước khi mà tăng lãi suất thì đã dọa nạt trong vòng vài tháng liên tiếp sau đó là tăng lãi suất một chút rồi là tăng một chút nữa rồi dọa là sẽ tăng tiếp trong những cái tháng tiếp theo ừ. thế thì làm cái tâm lý của nhà đầu tư họ sợ hãi họ sẽ họ họ đã thực tế là họ đã phản ứng với cái thông cái việc là phép nó tăng lãi suất tức là phép tăng lãi suất vào đâu đó khoảng tháng 3, tháng 4 thì mình không nhớ rõ lắm nhưng mà họ đã phản ứng với cái việc đấy trước đó cách đây khoảng 3 tháng rồi tức là họ đã bán tháo cái sản phẩm của mình trước đó khá là lâu rồi vì vậy là khi mà cái thông tin nó ra rồi là cái việc bán tháo nó đã hoàn tất một phần thế còn bây giờ nó là nó là cái kiểu mà các nhà đầu tư họ uh, những cái người là tay non hay những người mà bị áp lực từ những người khác đã bán rồi bắt đầu là lên mạng khóc uh, lên mạng chỉ trích rồi là lên mạng xúi uh, giục những người mà bán rồi thua lỗ rồi bắt đầu lên mạng xúi giục những người khác là bán đi thua lỗ rồi không bán thì còn cái nịp Đấy để họ cảm thấy an ủi. đó, thì à, cái lúc này là cái lúc mà thị trường nó sẽ tiếp tục nó nó trao đổi cái hàng hóa nó nó còn lại những cái gì mà nó chưa bán những cái người mà chưa bán sẽ tiếp tục bán nốt cái số hàng của mình ừ. trao đổi nốt cái số hàng của mình để sau đó thị trường nó nó chỉ cần là bây giờ nó chỉ cần là nó tạo lên một cái đợt điều chỉnh nhẹ mà thôi thị trường chỉ cần tạo lên một đợt điều chỉnh nhẹ thôi thì tâm lý của người ta sẽ hoàn toàn thay đổi ừ. tại sao tại vì là Uh, cái tâm lý của nhà đầu tư trong cái thị trường tài chính nó rất là ngắn hạn bởi vì người ta bị phụ thuộc vào cái fomo không ai có thể thoát được sự fomo mô, ta fomo bất kỳ cái gì nếu bạn nào nói mình không fomo thì uh, nhầm tại vì là các bạn vẫn đang xem mạng xã hội vẫn đang facebook youtube các bạn vẫn sợ bỏ lỡ cái thông tin gì đấy trên youtube trên facebook trên zalo thì tức là các bạn vẫn đang fomo tức là fear of missing out tức là sợ bỏ lỡ một cái gì đấy và chúng ta luôn luôn bị bỏ lỡ con người luôn luôn sợ bị bỏ lỡ trừ khi là các bạn lên chùa lên chùa mà không có dùng internet ha đấy, chỉ có suốt ngày ra gốc cây bổ đề xong rồi tụng kinh thôi thậm chí là ăn uống thì bữa ăn bữa không đấy tuần bữa hai bữa thôi chứ còn bây giờ thực, thực ra là nói chúng ta ai bị phô mô và trong thị trường tài chính thì cái sự phô mô nó tăng lên đỉnh điểm tại vì là nó có lợi nhuận chỉ cần nhìn thấy một vài thằng ăn một con vài, vài con coi nào đấy là không thể chịu được nhảy vào một chén ngay vậy là cái thị dòng tiền nó đang có cái dấu hiệu quay trở lại mặc dù nó vẫn đang rất là chậm chạp ha thế nhưng mà nó cũng đã đâu đấy đâu đấy nó dừng dừng lại cái việc mà giảm giá mạnh rồi và khi mà dừng bắt đầu là nó sẽ kiểm tra đáy nó sẽ tìm đâu đấy ra được một cái đáy ví dụ như là à, bitcoin bây giờ nó đang gọi là tìm đáy ví dụ ở khu vực này mà nó cứ giữ ở đây ha nó không cho xuống mọi người có thể nhìn thấy trong những cái nến 4 giờ nhìn thấy rất là rõ ràng cái việc giá không được phép xuống quá sâu đây ở những cái khu vực những cái cái nến như thế này thì volume cực kỳ ít này đó là là thể hiện cái dấu hiệu của sự đảo chiều rồi hay là những cái cây nến mà volume cao nhưng mà lại có cái giá đóng cửa mở cửa thực sự là rất là gần nhau đó. hay là gọi là nến sao băng hay là doji hay cái gì đấy ừ. à doji đó thế thì những cái cây nến doji ở dưới đáy này thể hiện rằng là nhiều người mua, không có quá nhiều người muốn bán và cái người mà bán rồi thì lại có một cái lượng tương tự là muốn mua thế dẫn đến là cái thị trường nó đang rất là băn khoăn ở khu vực đáy này hay có nói cách khác là mặc dù cho nhiều nhà đầu tư sợ hãi nhưng vẫn có những nhà đầu tư mà mạnh mẽ giữ giá ở khu vực này ha dẫn đến là chúng ta nhìn thấy rằng là nó không có tụt quá nhiều trong khu vực này nó cứ 30 mươi giờ hai chín mấy đấy thế thì đến vào cái lúc nào đó thị trường nó sẽ có cái một cái thông tin và hay là một cái gì đấy để nó kích hoạt cái cái đà tăng lại lên thì chỉ cần ấy, chỉ cần ở cái khu vực này sau khi mà nó giữ nó nó gọi là nó giữ bỏ hoàn toàn được cái số lượng người còn đang gọi là băn khoăn không nên bán hay không mà sợ quá các thứ thì thì nó sẽ break out lên nó có thể break out bằng cách là đi xuống hoặc đi rồi sau đó mới lên hoặc là đi lên luôn thì chỉ cần là nó vượt qua được khu vực 32 33.000 thôi là sẽ rất nhanh chóng lên 37.000 lý do tại làm sao tại vì là à, cái khu vực mà nó đi từ 38 39.000 này nó đi xuống dưới 30.000 26.000 nó quá nhanh dẫn đấy là không có nhiều người có giao dịch ở khu vực đấy nó quá nhanh 1 2 3 4 5 6 ngày nó xuống nó xuống uh, chục nghìn đô ha Thế thì nó quá nhanh đến nỗi là không có nhiều người giao dịch đó không có nhiều người đang muốn thoát hàng ở khu vực đấy thì khi nó đi lên thì nó đi rất là nhanh thôi thì đấy là cái mà mà phân tích của mình ở trong ngày hôm nay tất cả nó chỉ là nhận định cá nhân và à, ở đây thì cái tâm lý của mình nó khác với lại các anh chị nếu mà mới tham gia vào thị trường. Nếu các anh chị mới tham gia vào thị trường thì còn thấy rằng là ở ừ, thị trường này nó có thể đi vào trend Bitcoin về 10.000, 6.000, 7.000 gì đấy. Còn bản thân mình ấy thì cho à, dù nó có về đấy thì mình cũng vẫn không có lỗ. Vì vậy là cái tâm lý của mình nó sẽ khác. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mình tin hoàn toàn vào thị trường này nó vẫn còn tăng trưởng được. vẫn đang tăng trưởng rất là mạnh à, cứ đến khi mà thị trường nó uptrend ấy thì trong đầu chúng ta là à, giá mà nó xuống thấp để mình mua hay là giá mà cái lúc mà nó 3 thì mình mua thế nhưng mà khi mà thị trường nó xuống thấp rồi ấy, thì những cái tâm lý sợ hãi ví dụ như là ôi rồi ông Warren Buffett ông có đầu tư đâu rồi là Bill Gates nó nói rằng cái thị trường này chẳng tạo ra lợi nhuận gì cả hay là à, toàn những cái thông tin mà tiêu cực nó dẫn đến làm cho chúng ta không có dám mua vào những người mà bây giờ nói rằng là không phải thời điểm hâu thì họ cũng sẽ không hâu được ở bất kỳ thời điểm nào và nó thật là vậy vì là mỗi lần mà nó xuống ấy thì người ta sẽ nghĩ so những cái mức giá mà xuống thấp hơn để người ta có thể mua được bây giờ nếu 30.000 không mua thì xuống 20.000 họ sẽ nghĩ rằng là có thể Bitcoin sẽ xuống 10.000 xuống 10.000 rồi thì có thể là xuống lại 3.000 4.000 đúng không ạ cái tâm lý là như vậy khi còn lên rồi thì lại lại nghĩ là à, Ví dụ bây giờ 60.000 rồi ủ khả năng nó sẽ lên 70.000, 100.000 Lúc nào cũng là tâm lý như vậy Vì vậy là chúng ta cũng không thể biết được Và chia cái số tiền ra để vào thôi ha Chia số tiền vào Và qua cũng chưa bao giờ khuyến khích mọi người sẽ mua ở những khu vực đỉnh Chưa bao giờ khuyến khích mua ở khu vực đỉnh Những khu vực mà cao đâu đó khoảng 40.000, 50.000 Chưa bao giờ khuyến khích mọi người mua Chưa bao giờ và luôn luôn nói rằng là mua với cái số tiền nhàn rỗi có thể để được trong 3 năm. Đó, Thế thì đến khu vực mà à, 35.000 và 39.000 thì là Quang bắt đầu là bỏ tiền ra để mua. Thì bây giờ tất nhiên là nó bị tụt rồi. Nhưng mà cái số tiền đấy là số tiền rất là nhỏ và số tiền tích lũy trong vòng 3 năm mới rút ra. Thì 30.000 hay là à, gì nhỉ 39.000 hay 30.000 mà khi Bitcoin nó lên đến tầm 100.000, 200.000 thực tế là nói là nó không quá thay đổi. Thật sự là như vậy. Bây giờ mọi người mua được Ethereum mà 000 hay mà là hay là 1900 hay là 1.800 hay là 1500 thì nó cũng không có quá khác nhau nếu nó lên đến 10 20 000 Đó. Thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người mà thôi. Còn bản thân mình hiện tại mình chưa có trade. Mình không phải là một chui mình không có uh, trade cái thời điểm này. Bởi vì là mình không có thời gian đó. Thế còn nếu mà khi mà có trade thì cái thông tin nó sẽ khác với, với lại mọi người. Khác ha thông tin chơi bây giờ nó nếu, nếu mà có thì cũng rất là dễ thôi để mà có thể nhìn được ra cái cái xác suất chiến thắng trong cái thời gian ngắn nó rất là dễ bởi vì là là chúng ta có thể dựa vào những cây nến nhỏ thế còn để mà nhìn ra cả một cái chu kỳ ấy để nhìn ra cái xu hướng tiếp theo của thị trường thì không đơn giản chỉ là chỉ là nến chỉ là biểu đồ nó kết hợp của rất nhiều thứ cả về dòng tiền ở trên thị trường dòng tiền liệu bây giờ thằng fed nó có siết chặt hay không nó có để vị thế của Mỹ bị tụt gốc đê không? Đó. khi mà đang gặp cái khó khăn đối với, với lại à, gặp ba, hai cái hai cái uh, thằng thằng nga và thằng trung nó đang lớn lên rất là mạnh thì liệu nó có để cái dòng cái cái, cái chứng khoán của nó đi xuống, nền kinh tế của nó đi xuống hay không? Đấy. và nó sẽ làm cái gì thì nói chung là chúng ta phải phụ thuộc vào rất là nhiều thứ nữa kể cả là on chain hay là đồ, đồ, đồ thị thế còn là nếu mà nhìn xem là ở nhìn mấy cái nến 15 phút, 20 phút thì cái xác suất mà đúng của quang nó sẽ Uh, cũng khá cao đấy, cũng không không phải là không phải là kém đâu ha. Rồi ok. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong những cái video tiếp theo. Hy vọng rằng là mọi người nhận được những cái thông tin hữu ích ở trong video này. Bye bye.